nói chuyện thì Giang đã trở thành người sở hữu bản quyền của Miss International Queen và Miss Tiffany Việt Nam, đồng nghĩa với việc là ông Giang sẽ trở thành giám đốc quốc gia của cuộc thi này tại Việt Nam. Và trong năm nay, bằng hình thức nào đi chăng nữa thì Giang cũng sẽ thực hiện cuộc thi này và được tổ chức tại Việt Nam dưới mọi hình thức mà chúng ta có thể làm được. Thì cái này là cái thông tin mà Giang muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Và qua đây thì Giang cũng muốn rằng là có một sân chơi đặc biệt dành cho người chuyển giới. Tại vì những năm trước khi mà Giang không có đại diện Việt Nam cũng bởi vì chúng ta không có cuộc thi chính thức. Và Giang với tư cách là một ca sĩ đã phải đăng ký tự do, thì may mắn thế nào mà họ lại chọn mình. Và đến ngày hôm nay họ vẫn không hiểu tại sao họ lại chọn. Và cuối cùng cái cô này, cô lại trở thành hoa hậu mà không phải là tất cả các hoa hậu của các nước khác. Chính vì như thế mà họ đã hỗ trợ cho Hương Giang về việc là trao cho Giang bản quyền của cuộc thi đó, để làm sao để Việt Nam mình sẽ tổ chức được một cuộc thi về hoa hậu chuyển giới chính thức, và người hoa hậu đó sẽ đại diện cho Việt Nam của chúng ta tham gia vào Miss International Queen năm 2019. Thì đây là cái thông tin rất là quan trọng mà Giang muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Và qua đây thì Giang cũng muốn kêu gọi sự giúp đỡ của đặc biệt là các anh chị truyền thông, là có thể hỗ trợ cho em trong cái quá trình mà em sẽ làm. Tại vì mọi người biết rồi là Việt Nam chúng ta còn rất là nhiều vấn đề về giấy tờ, còn rất là nhiều vấn đề về tổ chức. Nhưng mà khi mà đã quyết định làm thì năm đầu tiên chắc chắn là sẽ rất là khó khăn. Thì Giang rất là muốn nhận được sự đồng hành của tất cả mọi người, của tất cả các anh chị báo chí truyền thông, thậm chí là của các anh chị các tổ chức, các đơn vị nhãn hàng, đặc biệt là các nhà thiết kế nếu cũng có thể hỗ trợ cho Giang trong năm nay. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ làm được lần đầu tiên, chúng ta sẽ làm được một cuộc thi lần đầu tiên tại Việt Nam mà một sân chơi chính thức dành cho người chuyển giới. Tại vì nếu như chúng ta không có sân chơi thì người chuyển giới sẽ tiếp tục sống một cuộc sống rất là bất cần. Bởi vì xã hội, khi mà xã hội không cần họ ở ngoài kia thì họ cũng không cố gắng cho ai xem cả. Thì cái đấy làm cho cộng đồng của chuyển giới Việt Nam chúng ta chưa phát triển được. Còn nhiều cái nhìn sai lệch quá. Tại vì mọi người vẫn nghĩ rằng người chuyển giới thì thích làm lố rồi, giống như là thích thể hiện quá lên để chứng minh. Nhưng mà cái cuộc thi này sẽ định hình cho người chuyển giới rằng là họ là phụ nữ thật sự từ bên trong, và không cần phải cố gắng tỏ ra mình là con gái. Trong cuộc thi thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động để training, để giúp đỡ và huấn luyện làm sao đấy để cho tất cả người chuyển giới có kỹ năng tốt nhất. Và đặc biệt là thậm chí là chúng tôi sẽ tìm việc làm cho họ trong cái quá trình mà chúng tôi tổ chức. Thì cái này là cái mà Giang đang rất là ấp ủ, và Giang cũng muốn thông báo với tất cả các anh chị truyền thông để mọi người có thể trong năm nay hỗ trợ cho Giang. Khi mà chúng ta có một sân chơi lành mạnh, một cái để hướng tới, thì tất cả người chuyển giới sẽ trau dồi mình, sẽ cố gắng tập trung để làm sao đấy để có thể vươn tới cái điều đó. Và khi mà họ